Đi quay nhiều chỗ, thiếu gì chỗ. Tình yêu Đà Lạt nha. Đấy. Mấy chị em đang đi thung lũng à? Đang ngồi xe. Quay ngược máy lên một. Nào cả nhà cười nào. Chào cả nhà đây. Chào, chào cả thế giới luôn. Cả nhà đi đang đi xe điện nhá, đi vào thung lũng tình yêu nhá. Là máy của hello. Bạch Dương tên chuông như là gì chú đó á. Đây là Bạch Dương. Máy lên thôi, máy lên. Đó, có mấy chị em đi nhá, chị em đi nhá. À, đang đi xe điện nhá. Đang đi xe điện và thung lũng tình yêu. Chẳng đi leo đường trên cơ. Dọc đường xe điện từ núi Lọ sang núi kia khu thung lũng tình yêu nhé, rộng bạt ngàn luôn. Nếu mà đi hết lượt thì chắc phải đi cả ngày hết. Hiu cổ cổ. Đấy, đẹp hoa đẹp không? Bát ngàn hoa. Đấy, hoa lại thung lũng tình yêu này. Đấy. Tình yêu. Vịt từ xuống không là vịt ngồi không. Xe đưa lên dốc nha. Đưa lên dốc đi. Không, không đập vịt đâu. Giờ là đi thẳng lên trên kia đúng không? Không anh không phải leo đây hả? Đưa lên dốc một vừa tôi bảo rồi. Hai người sau có xuống không? Có. Xuống thì nói hỏi không nói thì sẽ chạy xuống. Đấy chứ không giờ leo vật lên kia nữa chết. Sách dép mà leo chết.
đứng giờ leo là em phải tháo dép đấy. Đến cái cảnh vẽ đẹp luôn đấy không. Năm cả nhà đấy. Ok, đến nơi, đến thung lũng tình yêu rồi. Thank you bác tài nha. Quay thế rồi. Đây quay chữ thung lũng tình yêu lại nữa. Lốt chỗ xong là đi ra kia đi, đi ra trường ảnh nhau về đi. Đây đẹp lắm cả nhà ơi, đẹp đây này đấy. Chị lên đây không có anh nào tán không, sao có người yêu người yêu gì không, đẹp cái chị... này không người yêu à chị ư thích tán ai cả đây.